Okay, xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ demo một cái ứng dụng dùng cái chức năng Force Mode trên cái dòng sản phẩm SMS của Festo. Ở trên màn hình các bạn thấy là cái cây trục điện LGS của Festo, và mình đang dùng cái kết nối IO-Link để mình demo cho cái ứng dụng này. Thì cái ứng dụng này thì cái ý tưởng là như vậy: mình đang có hai cái điện thoại, một cái là iPhone 7 ha, một cái là cái Note 10. Ok, thì mình sẽ dùng cái chức năng Force Mode để mình phân loại sản phẩm, để mình giả sử như mình muốn phân biệt cái nào là cái Note 7, cái nào là cái iPhone 7, cái nào là cái Note 10. Thì mình sử dụng cái chức năng Force Mode để của cái trục điện này để mình xác định cái vị trí của nó. Thì ý tưởng là như vậy. Các bạn thấy hiện tại mình đang cái vị trí home của mình là bên tay phải. Giả sử mình khi mình dùng cái chức năng Force Mode thì mình sẽ set cái vị trí mà chuẩn bị nó press là 20 mm, có nghĩa là từ vị trí home cái khối block nó chạy 20 mm thì bắt đầu nó ép sản phẩm. Thì khi mà nó ép tới cái lực của mình set giả sử như 21 N chẳng hạn thì nó sẽ dừng. Thì khi mà nó chạm vô cái iPhone 7 thì khi mà nó đạt tới 21 N thì nó sẽ dừng. Thì các bạn sẽ xác định được cái vị trí của cái khối block này đang nằm ở đâu, từ đó các bạn sẽ xác định ngược lại cái kích thước của cái iPhone 7. Cũng tương tự như vậy cho cái Note 10. Thì khi các bạn xác định được kích thước của hai cái vật đó thì các bạn sẽ biết được cái dịch chuyển của cái khối block này, thì bạn sẽ biết được cái nào là cái iPhone 7 và cái nào là cái Note 10 ha. Ok, thì kết nối với cái kết nối IO-Link thông qua cái USB IO-Link Master này thì mình dễ dàng mình set ở trên màn hình như các bạn thấy như sau. Đầu tiên là mình set cái chức năng lực của nó. Thì chức năng lực của nó mình đang set là cái lực là 20%. Thì ở đây nó có 10 giá trị lực cho bạn set lượng bạn từ 0% cho tới 100%. 0, 10, 20, 30 cho tới 100%. Lực thì ở đây mình đang để là cái lực này là 20%. Rồi cái vị trí home các bạn thấy để chữ fold có nghĩa là cái vị trí home, có nghĩa là cái vị trí home của cái khối block này nè các bạn, nó đang nằm ở bên phía tay phải. Có nghĩa là đang ở đây đang là vị trí 0 ha. 20 mm, cái chỗ mà position start press 20 mm. 20 mm nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi tôi gõ vô đây 20 mm á, thì có nghĩa là cái khối block này nè, nó từ vị trí 0 này nó chạy 20 mm thì nó bắt đầu nó ép sản phẩm. Lúc đó khi nó đang chạy nhanh thì nó sẽ chạy từ từ lại, bắt đầu nó ép sản phẩm. Khi mà đạt tới cái giá trị lực tôi set là 20% á thì nó sẽ dừng lại, thì và lúc đó tôi sẽ coi được cái vị trí của cái khối block nó đang nằm ở đâu ha. Cái vị trí này nó đang nằm ở đâu, và từ đó thì tôi sẽ xác định được cái đó là cái iPhone 7 hay là cái Note 10 ha. Ok, bây giờ tôi sẽ để cái iPhone 7 lên và tôi nhấn press nó các bạn ha. Để để anh đây, và tôi bắt đầu tôi nhấn press nó, có nghĩa là tôi mua out ra để tôi press nó. Các bạn thấy ha, bạn coi quan sát hút lóc nó chạy 20 mm, bắt đầu xong nó sẽ bắt đầu nó ép nữa các bạn. Đó, nó ép lại cái sản phẩm lại. Khi mà nó dừng lại thì mình sẽ coi được cái vị trí lực của cái iPhone 7 này là cái vị trí của nó là 36.44 mm. Ok, 36.40 mm. Rồi bây giờ tôi sẽ mua out ra. Bây giờ tôi sẽ ép lần thứ hai để tôi coi cái khoảng cách này nó có thay đổi hay không ha. Tôi sẽ mua in về lại và tôi coi cái khoảng cách này nó có thay đổi hay không. Ok, xong rồi tôi mua out vô, tôi ép lần thứ hai, tôi mua sẽ mua nhấn mua out rồi tôi set, tôi ép lần thứ hai. Rồi tôi coi lại cái vị trí của nó lần thứ hai coi nó có thay đổi hay không. 36.45 mm. Thì nếu mà đúng ra thì cái sai số này hiện tại của nó là đang là 0.01 mm nữa bạn. Nhưng mà thực tế ra thì cũng có thể là do cái sản phẩm này, cái vị trí của cái iPhone này, cái vị trí của nó có thể là nó bị nghiêng hay gì đó ha. Nhưng mà tới chung là nếu mà 0.01 mm là cũng là khá là chính xác nha. Rồi bây giờ tôi mua out ra lại, tôi mua in về lại chứ. Và bây giờ tôi bỏ cái Note 10 vô để tôi ép. Okay. Tôi mua in, tôi ép cái Note 10. Mua out, tôi ép cái Note 10.
Rồi khi mà cái block nó dừng lại, tôi sẽ coi được cái vị trí của cái nốt 10 này là đang là 27.44 mm các bạn nha. Rồi cũng tương tự như cái nốt 7, cái iPhone 7 tôi mua in về lại xong tôi ép lần thứ hai để tôi coi cái vị trí của nó, coi nó có thay đổi hay không. Tôi ép lần thứ hai hai mươi bảy chấm bảy mươi bốn bảy mươi ba sai số cũng là cỡ 0.01 mm các bạn nha. Ok, thì từ đây thì tôi sẽ xác định được cái nào là cái iPhone 7, cái nào là cái Note 10 ha. Và cái sai số, cái repetition của nó bạn thấy nó cũng khá là chính xác, tương đối chính xác, 0.01 mm. ok rồi, thì các bạn thấy không, cái ứng dụng của cái chức năng AOLink trên cây trục điện LGS Bose Screw này của Festool nó khá là hay ha. Ngoài ra thì mấy bạn cũng đối với cái sản phẩm SMS này của Festool thì bạn cũng dễ dàng sẽ xác định được cái hành trình tổng cái số quãng đường mà cái trục điện nó đã di chuyển các bạn. Trong suốt thời gian ở đó giờ nó hoạt động, nó di chuyển bao nhiêu thì nó đều hiện lên đây hết ha. Thì khi mà sử dụng AOLink thì bạn sẽ show được hết tất cả những cái giá trị này lên trên cái màn hình ha. Tổng số quãng đường đi được, cả cái nhiệt độ nữa, giả sử như cái nhiệt độ motor mà nó quá nóng đi thì nó cũng sẽ hiển thị thì lên màn hình, hoặc là các bạn có thể set cho nó cái giá trị alarm để bạn xuống bạn coi nó có vấn đề gì với cái motor không. Nó sẽ giảm thiểu tối, nó sẽ giảm cái thời gian mà các bạn phải đối với những cái sản phẩm mà chỉ có in out không thì bạn không thể nào các bạn lấy được những cái thông số này đưa lên, và bạn không biết khi nào sản phẩm hư và không biết khi nào sản phẩm nó bị quá nhiệt. Ha. Về với AOLink thì các bạn cũng biết rồi đó. Đối với AOLink thì các bạn cũng dễ dàng, giả sử như bị đứt dây hay gì đó thì nó cũng có thể nó gửi tín hiệu về cho BC để detect là cái sản phẩm nó đang bị dây nó đang bị đứt, dây điện đang bị đứt, thì bạn có thể xuống để hỗ trợ. Có nghĩa là mình dự đoán trước được cái hỏng hóc của sản phẩm, nó giảm thiểu cái thời gian mà máy phải bị giật. Ha. Thì đó là một trong những cái ứng dụng mà mình thấy rất là hay của cái trục điện này. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp. Thân ái, chào tạm biệt.